Lần gặp đầu tiên thì lúc đó chị em cũng chưa để ý, tại lúc đó bè này á em mặc đồ gym này nọ men lắm, em tưởng là lép không à. Ồ vậy đó hả? Rất là không đâu có để ý đâu. Còn em thì tiếp xúc quá nhiều người đẹp rồi, thì chuyện một người phụ nữ bình thường thì em thấy bình thường, không có vấn đề gì. Mà cũng may em là người tốt cho nên là em thoải mái ăn thôi. Đúng rồi. Em đi vô tủ tự nhiên trong đây. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Thấy sưng rồi đó, đó, thấy ngồi sưng rồi đó, ngồi đi bé. Nàng xuân à, và à, chàng xuân luôn. Ngọc ngà châu báu đầy người đó, đó. Năm nay là cái năm mà tiền vô hũ hũ. À, chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nha. Dạ. À, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước mắt thì em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Thì em tên là Nguyễn Quang Hiệu. Thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm công việc là nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia. Người mẫu ảnh của em đẹp quá. Đúng không? Mẫu ảnh của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mời em. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Triệu Bé Hảo. Hiện nay em đang làm chuyên viên make up. Đầu tiên thì em xin chúc anh chị và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay có một năm mới thật nhiều sức khỏe và tài lộc ạ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ủa nhưng mà em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi ạ. 25 còn em dạ, là dạ, dạ em năm nay 30 rồi. 30. Ừ. Bây giờ nè, hai vợ chồng kể chính xác đi. Hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Đầu tiên là một người bạn của em dẫn vợ em tới studio em để make up cho bạn của em luôn. Ừ. Đó là lần gặp đầu tiên. Thì lúc đó chị em cũng chưa để ý, tại lúc đó bè này á em mặc đồ gym này nọ men lắm, em tưởng là lép không à. Ồ vậy đó hả? Rất là không đâu có để ý đâu. Còn em thì tiếp xúc quá nhiều người đẹp rồi, thì chuyện một người phụ nữ bình thường thì em thường thôi. Em thấy bình thường, không có vấn đề gì. Một thời gian sau thì lần ấn tượng nhất là bè này á bè đột nhập studio của em, bè ăn đồ ăn trong tủ của em. Ồ, em về tự nhiên vậy hả? Dạ đúng rồi, em về em la liền nó, ủa sao em gái về ăn uống gì kỳ cục, em lấy đồ ăn trong tủ của anh ăn. Đó thì em để lại ấn tượng xấu với em. Rồi trả lời sao? Lúc đó em hỏi thì cổ trả lời sao? Đó dạ, em trả lời sao? Đi nha. Trời ơi, em lần đầu tiên mà em đi làm á, mà em lần đầu tiên thấy một người gì đâu mà trễ, đã trễ giờ người ta bắt người ta đợi rồi. Em mở cửa em đi vô được cái cổng rồi, em gọi cho anh, em nói ủa anh đâu rồi, cái anh ấy mở bát đi vô đi em, đưa bát cho em luôn. Mà trong khi đó là lần đầu tiên qua nhà luôn. Sao em dễ quá vậy hả? Quá dễ dãi luôn à. Mà cũng may em là người tốt cho nên là em thoải mái ăn thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Em đi vô tủ tự nhiên trong đây. Ông này cũng trễ quá, tức quá rồi, đói bụng quá. Anh ơi gọi hoài không nghe máy. Xong rồi cái em tức quá em vô tủ lạnh em đục đoan luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không, chơi xấu nữa anh. Xấu hơn giờ nhiều à. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có cảm tình và quen nhau? Em thì cũng không có hay là mình có cảm tình luôn á. Tại vì hồi đầu em không có một chút cảm giác nào hết. Với lại tư duy của em á là em không có thích quen người ở cùng nghề với mình. Tự nhiên một ngày đẹp trời em buồn với lại có mối tình cũ, xong rồi kiểu tại em yêu xa mà em xa yêu xa tới mấy năm lận. Thôi em không chờ nổi, thôi em mới quyết định là em độc thân luôn. Cũng rủ ông này đi chơi, đi ăn đi uống, em giả bộ em thử anh thôi, hỏi anh thử á, đi chơi đi nhậu không, coi anh cũng đi luôn. Anh dễ dãi lắm. Xong rồi đi chơi chung được thời gian thì thấy nói chuyện nhiều hơn, thấy anh hiền. Tại hồi trước em không có nghĩ anh vậy đâu, lúc mình đi làm chung ghét nhau lắm. Vậy hả? Kiểu lý do gì mà em ghét anh này? Bùng xô mà... À bùng xô là sao? Anh múc xô em đi giữa đường rồi em đi tới, chị nghĩ đi từ quận 11 mà ra tới biển đến Hàng Xanh á là nó cả hô vấn đề. Mà em đi gần tới nhà anh rồi đó. Alo em quay về đi nha. Bể xô rồi. Bể xô rồi. Wow. Em đớ người, em chửi một hơi một. Xong rồi tái khách mãi tại anh đâu. Xong cái em quay về. Thật ra ghét thì ghét vậy thôi, chứ lần sau bút thì em nghĩ tới tiền rồi cũng đi làm nữa. Lại đi thôi đúng không? Dạ. Có kinh nghiệm hơn, lần sau nói anh chuyển khoản trước cho em. Dạ. 50% đi. Bẻ bùng xô em còn lớn hơn cả vậy. Vậy đó hả? Đâu em kể đi em cỡ gì chị tưởng. Sao? Là em đã đặt trước mấy tuần rồi. Cái tới bữa chụp là khách tới rồi, cái em gọi điện nhắn tin không thấy trả lời. Cái thấy đang Facebook mình đang ở Campuchia luôn. Ồ, em đang đứng với khách rồi cho nó. Vậy đó. Lúc đó mỗi ngày make up trời. Lúc đó là bể xô của em luôn, khách hủy luôn. Hai đứa có thường xuyên đi nhậu chung với nhau không? Dạ chắc cái lần mà vợ em lúc nãy kể là cái lần đầu tiên đó. Mà lúc nãy vợ em kể là chắc do vợ em bị xỉn rồi quên rồi. Chứ thật ra là em hồi trước đó em cũng không thích lắm, nhưng mà cái đợt đó là vợ em là lúc đó xỉn rồi, cái ôm em hôn một cái ngày má cái em mới để ý. Lúc nào thì hai đứa chính thức là cảm thấy là yêu nhau mà không rời nhau được? Chắc là một tuần sau khi cái bữa đi nhậu. À là 7 ngày sau đó phải không? Sau đó tình cảm của các em nó
tiến triển như thế nào? Tiến triển như thế nào? Có dọn về ở chung nhà luôn không? Dạ chưa, mới sau 7 ngày mới đi khách sạn thôi chưa vậy. Tầm 1 tháng sau bắt đầu là hai đứa ở chung. Em chỉ định về nhà chơi thôi, xong rồi em cũng qua tới lui qua chơi, xong rồi cũng là nhà riêng cho nên em cũng không có ngại. Ừ. Cô này cũng hay giận hờn không? Dạ, nít mà đúng không? Dạ. Nếu mà giận hờn chắc vợ em chắc trên thế giới này chắc không ai qua số 2 đâu. Vậy thì cái khoảng thời gian mà sống thử với nhau á thì là có lần nào coi như là chia tay rồi chia chân gì không? Dạ chắc là nếu mà 365 lần thì chắc cũng gần số đó luôn rồi đó. Đúng rồi. Cô này mà là người giận số 2 thì không ai dám số 1. Đi thôi em. Đó. Bao nhiêu lâu thì em quyết định cầu hôn vợ em? Dạ sau khi quen nhau 1 năm. Cầu hôn bất ngờ không em? Dạ bất ngờ. Thật sự là cái màn cầu hôn nó giống như là trong mơ của em luôn á. Ồ vậy đó hả? Dạ. Không hề biết một cái gì cả luôn. Dạ, anh rủ em đi chụp mẫu, xong cái tới chiều đó cũng xếp bạn bè hết để nhờ người ta đến để lấy hình ảnh thôi. Ai ngờ đâu ảnh mua nhẫn kim biên kiểu gì mà cái hộp đẹp quá chị ơi. Vậy hả? Nó có cái đèn chiếu chiếu vô. Ôi em bị bần thần ấy, em chưa có tin về sự thật lắm. Ảnh hành động sao? Ảnh quỳ một chân xuống nhẹ nhàng nói với em một câu: em có đồng ý làm chồng anh không? Rung quá hả bé? Rung quá hả? Yeah, rung. Mà tay ông lập cập thì em mới hỏi sao anh rung quá vậy, giả bộ thôi mà. Sau rồi anh kêu anh lộn em có đồng ý làm vợ anh không? Xong lúc đó ông hỏi em cười làm chồng anh thì ai sẽ làm vợ em? Em cười một hơi một tự nhiên cái đơ đơ được 5 giây xong em đồng ý xong. Rồi ảnh ôm em, ảnh quay vòng vòng chóng mặt một hồi thì em mới thốc. Thiếu rồi cái đoạn quan trọng nhất. Sao còn chi tiết? Cái đoạn là mấy anh photo, ảnh mới dơ tập cái tờ giấy nhận thiệt đó. Dơ lên đây nhận thiệt nè. Lúc đó bè này nói chắc đây là thật. Lúc đó tự nhiên em nghĩ đến những cái lúc mà em ăn hiếp ảnh. Em nạt nộ xong rồi em khóc luôn. Rồi chia tay chia chân hoài. Mắc mệt á. Dạ. Bao lâu thì mới cưới? Tính từ cái lúc mà anh cầu hôn á. Chắc khoảng 5 rưỡi em chống chọi lại Covid-19. Trong 1 năm rưỡi đó cô ấy còn chia tay, còn giận hờn vu vơ nữa không? Tới giờ vẫn còn. Ủa vẫn còn luôn hả? Nhưng mà từ xưa giờ em với ảnh đâu có giận quá 2 tiếng đâu. Bây giờ đến đoạn kia đi. Dạch mặt đi, dạch mặt đầu năm đi em làm kia đi. Dạ em trước đi ha. Em trước đi. Dạ rồi. Thấy ai cũng có vẻ là rất nôn nóng đến cái phần này. Rất là dễ. Trời ơi đi hàng trăm nhãn. Tôi thích coi. Trời ơi. Chồng em là một người rất thức khuya. Ảnh làm hình mà ảnh buổi sáng thì không làm đâu, ngủ. Còn buổi tối thì làm hình tới sáng. Và cứ làm hình một xíu là lại chơi game. Thường thức tới mấy giờ? Dạ, chắc phải 3-4 giờ. Có khi hơn 4-5 giờ luôn. Nếu mà em ngồi chung với đó là cặp bài trùng là tới 4-5 giờ luôn. Rồi dụ em ăn đêm. Trời ơi, ai cũng thức mà hồi cái đói đó xong rồi. Mì hả? Thôi mình vượt qua đi anh. Vừa mập vừa mụn, vừa nóng. Rồi đâu có chịu nổi đâu. Cái cuối cùng phải ăn xong tới 4-5 giờ sáng. Ngày mai cũng vậy. Bữa nay là đọc cho thần chú nha, là đi ngủ. Cuối cùng thức tới 5 giờ sáng nữa. Nhưng mà là ảnh thức là em thức theo luôn. Dạ. Cái tật của em là đồng vợ đồng chồng chứ em. Sòn mới cưới mà. Nhau mà giờ tự nhiên nằm ên một mình ên trên cái chiếc giường đó thì ngủ làm sao mà được. Với lại hay để đồ vừa bộn. Vừa bộn. Để xong rồi hỏi 1001 thứ trên đời này, anh luôn hỏi em ơi, vợ ơi ở đâu? Lúc nào cũng vậy. Mà em đang đi làm rồi bận bịu cũng điện hỏi đồ ở đâu luôn mà anh không có nhớ. Mình đã có cất đâu mà nhớ. Với lại anh rất là chậm. Em nhanh bao nhiêu là anh chậm bao nhiêu. Làm gì cũng chậm hết. Dạ. Rồi có nóng tính, có ăn hiếp em không hay là có... Dạ anh cũng có nóng tính. Này chắc nghi kèo dưới nào tính là bên này kèo trên. Nhưng mà chắc nóng tính cỡ nào chắc cũng ngang ngửa em. Dưới em chứ, dưới em. Nói gì thôi là khéo đó nha. Rồi tới em đó. Vợ em về cơ bản là bình thường ở trong cuộc sống thì vợ em cầu toàn. Nói chung em cũng không có chê gì nhưng mà về tính cách đó thì giờ em hơi nóng tính quá, bị bộc phát trong người á, là ví dụ như ở ngoài đường khi mà có cái gì đó thì bộc phát ra với cái hét em, cái bạn bè cũng góp ý, nhưng mà giờ em bị cái là bướng, dù ai nói ngã nói nghiêng thì vẫn không thay đổi, miễn sao giờ em thấy đúng thì dù ai có nói điều đó sai vậy em không công nhận điều đó đúng. Lại vợ em hay quên. Ủa, em cũng hay quên. Thì vợ em hay quên. Dạ, đúng. Vợ chồng cá dè. Lúc nào nhớ cái nhẫn mà trước khi đi đâu. Không, nhẫn cái biên. Điện thoại nhắn cho chị biết. Em để ở cái chỗ này, hiểu không?
Dạ. Rồi đưa mật mã cửa luôn đi. Đưa nhắn danh luôn nghe. Để qua. Rồi. Em đưa mật mã cửa giờ em biết bao nhiêu lần mà giờ em không nhớ. Tới nỗi em phải lắp khóa băng tay. Khóa băng tay không bao giờ quên luôn. Khóa băng tay rồi chắc cú. Với lại tiếp theo. Dạ, giờ em hay quên đến nỗi giờ, tại vì nhà em là giờ em sắp xếp thì em bừa bộn thì giờ em sắp xếp. Mẹ giờ em sắp xếp xong là em hỏi giờ em không nhớ luôn. Ấy cứ khi nào là do hai đứa đều thức đêm nhiều quá. Rồi ảnh hưởng đến cái sự mà quên quên nhớ nhớ trí não. Người ta nói thức khuya là hay bị quên lắm á, ảnh hưởng đến cái bộ nhớ á. Đúng rồi đó. Thiệt mà. Tại vì lịch của tụi em rất là kín cho nên là em phải chạy deadline thường xuyên cho khách. Ngày xưa thì em không có bị đòi hình, em mới cúp xong em đi về nằm ngủ phải re. Còn bây giờ mọi trách nhiệm đổ lên đầu em. Tại vợ của ông chụp hình. Đúng rồi, vợ của ông chụp hình xong. Ê em ơi, hình chị đâu? Em ơi, chỉnh này cho chị nha. Ủa, em đâu có cúp mà chị. Xong rồi em có nghề với ảnh luôn. Em có nghề photo rồi nào em không hay luôn. Em biết chỉnh em photo, hả? Em biết làm nha, em biết làm nào hết luôn. Rồi sao nữa nè, tiếp theo. Rồi cái vợ em hay bị suy nghĩ hơi tiêu cực quá về mọi thứ, nói chung mọi thứ trên đời này mọi. Vợ em hay bị suy nghĩ quá tiêu cực lên đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như đơn thuần với người ta góp ý là sửa sửa cái này xíu xíu thì đối với mình thì mình dễ chấp nhận thôi, thì mình nghe, nếu mà đúng thì mình sửa, sai thì thôi mình không phản ứng. Nhưng mà giờ em thì hay bị tiêu cực là người đó đang nghĩ không tốt về mình hay là gì đó. Hai đứa không hay cãi nhau về vấn đề đó. Mà em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Thì em mong muốn vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi, mình suy nghĩ thoáng ra, từ bi hỷ xả càng nhiều thì càng tốt. Rồi bớt nóng tính, bớt hét. Hiếu thắng phải không? Rồi, đúng rồi. Em muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ thì em rất là muốn và ông xã em thay đổi là bớt thức khuya lại. Lại sắp xếp thời gian làm việc, ngủ sớm một chút. Chỉ làm buổi sáng là dậy sớm làm cũng được. Tại vì em gần như là giờ mất đi cái cảm giác được hưởng buổi sáng luôn á. Đó là mệt. Ủa, khuya nghe. Yeah. Ủa tụi em là không, có định là đó. Năm nay là có anh bé không? Thầy nói là năm nay là tốt lắm cho hai vợ chồng. Rồi chút em... xíu để ông mụ ra tay. Thật ra tuổi 25 này còn nít lắm em ơi. Mà nít là cái đặc trưng đầu tiên của nít là hiếu thắng. Tại vì bây giờ là bạn đang ở cái thời kỳ bạn định hình về sự nghiệp, về cái năng lực bản thân á. Thì thành ra là bạn sẽ rất là khó chấp nhận cái gọi là cái áp đặt của một người khác cho bản thân mình. Thực sự ở cái tuổi này nó là như vậy á, chứ không có phải là gì. Nhưng mà khi mà qua cái bắt đầu cỡ chừng khoảng chừng 27, 28 tuổi rồi á, bắt đầu đầm đầm, và nhất là khi mà có em bé rồi thì tự dưng mọi thứ nó sẽ thay đổi. Cho nên em yên tâm đi. Coi như là năm nay cái gì, có con là hợp đúng không? Dạ. Có đứa con vô, rồi tin chị đi. Xong thế hết. Nào rồi là đầm thay đổi lại. Rất là ngộ. Ừ. Rồi. Đó, mũ, mũ làm việc đi mũ. Thôi bây giờ dù sao thì cũng năm mới nha. Anh chúc cho các em vạn sự như ý nha. Công việc hạnh thông, mọi điều thuận lợi. Và đặc biệt nha, trong năm nay có tin vui. Dạ. Trong năm nay có tin vui. Và có thể là cuối năm nay một bạn nghé con trâu vàng, trâu vàng. Một con trâu vàng. Nghé vàng, nghé vàng. Con trâu vàng xuất hiện trong gia đình của các em. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn hai đứa. Rồi, mời hai em. Trời ơi, cái mặt giống nhau quá. Trời ơi, phu mặt thê phu nè. Phu thê ha. Rồi, chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nghe. Dạ. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Thành Hy. Năm nay em 34 tuổi. Công việc của Hy là gì? Công việc của em là vợ chồng em đang kinh doanh tự do. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Hiền Vi, em cũng 34 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh tự do. Shop nhỏ của tụi em là shop Hy Vi ở 114 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức nha mọi người. Nhưng mà bán cái gì nè? Dạ shop em bán chăn ra gối, ngũ cốc và tinh dầu nữa. Trời gần nhà luôn, còn gần vườn quá. Bây giờ hai vợ chồng em, bây giờ kể anh nghe đi, coi như là hai em là quen nhau từ khi nào? Lần đầu tiên gặp nhau, hai bốn con mắt nhìn nhau có sạc tia lưới điện hay không? Ấn tượng gì về nhau? Dạ tại vì tụi em bằng tuổi á cho nên là
Tụi em học chung từ hồi cấp 2 rồi. Thanh mai trúc mã. Dạ. Dạ, học chung từ hồi năm lớp 7 á. Nhưng mà em thì ấn tượng với bạn này phải cuối năm. Tại vì lúc đó là em làm ban cán sự lớp, em làm lớp phó. Nhưng mà có một cái là mấy bạn cán sự lớp là hay mắng vốn, là cái bạn trai ở phía dưới này là bạn không có chịu đóng tiền quỹ lớp. Dạ đúng rồi. Cứ chờ em phải xuống, em phải đích thân xuống em thu tiền. Thì mỗi lần em tới là em chỉ bảo là cho mình thu tiền quỹ là bạn đưa thôi. Nhưng mà không biết làm sao mà cứ cả năm trời, cứ mỗi lần cứ lớp mà thu quỹ hay thu gì đó là em phải xuống thì bạn mới đóng tiền. Thế là em có ấn tượng với bạn, nhưng mà ấn tượng cũng không có tốt. Tốt lại là ấn tượng không tốt. Hỏi sao vậy bạn? Bạn cố tình vậy để cho bạn này đến thu tiền đó, đúng không? Dạ. Hay sao? Em nhớ là cũng có đóng tiền quỹ, nhưng mà thường là em đóng cho tổ trưởng. Rồi tổ trưởng mới nộp lại, nhưng mà cũng có vài lần là em quên đóng. Dạ. Nhưng mà nè, cổ giữ không? Trong lớp thì cũng không có giữ lắm. Còn ảnh thì sao? Ảnh có như ảnh năng động không? Hay là hiền? Dạ trong lớp là em không ấn tượng gì tới bạn này hết á. Nhưng mà cho đến cuối năm đó đó, trong lớp tự nhiên không biết sao có phong trào hay sao, mấy bạn nam bạn gửi thư tỏ tình cho em. Cũng mấy bạn luôn chứ không phải một bạn. Trong đó có ổng. Dạ đúng rồi, trong đó có bạn này. Từ đó là em mới để ý tới, rồi tự nhiên mình thấy cái tên quen quen, mình hay đi thu tiền, mình đòi nợ rồi đó, mình quen. Xong rồi bẵng đi nguyên một cái thời gian cấp 3 thì tụi em cũng thư từ qua lại, nhưng mà lâu lâu hỏi thăm thôi. Nhưng mà còn học chung trường không? Dạ không, học khác trường rồi. Thì tụi em lại có những người bạn mà trung gian. Cuối tháng 3 bạn mới mượn một cái dịp để đi thăm người bạn đi quân sự á, là bạn qua bạn đón em đi thăm. Chạy qua đến đó thì em nhớ là trời mưa, cũng lạnh lắm, ướt hết luôn. Cái là bạn mới bảo là Vy ơi, cho bạn mượn cái tay. Thì bạn kéo cái tay qua ôm bạn. Rồi, chính thức đó. Đó là từ đó trở đi là quen, chứ không có tỏ tình, cũng không nói câu gì hết, là chỉ vậy thôi. Rồi cái hôm mà em quyết định là em vòng tay bạn này ôm chặt lấy mình á, là trong đầu em nghĩ sao? Giờ tí dụ đi, ví dụ như em chắc ăn 100% chưa? Lúc đó là em cảm giác là rất là thích bạn này rồi. Coi như im lặng, một sự im lặng và cái gọi là cái vòng tay đó là không bị giật ra, đúng không? Thì sau cái đó là đến bao lâu rồi thì mới quyết định là đám cưới? Dạ 6 năm gì? 6 năm sau. Em có qua nhà của Vy không? Em có qua nhà. Tức là bạn qua nhà nhưng mà bạn chỉ kiểu là đưa đón rồi đi học không, rồi. Nhưng mà có vô gặp phụ huynh không? Dạ không, bạn này được hàng xóm của em đặt tên là xe buýt di động. Tại vì cái thời dạ đúng rồi, cái thời mà em đi học á là đi học trên Sài Gòn á là toàn đi xe buýt không à. Cứ mỗi lần nói với ba mẹ là xin phép là con ra khi con bắt xe buýt đi học, ba mẹ khỏi lo. Mà cái hàng xóm qua chơi rồi này kia nói thấy nó bắt ngay đầu ngõ đó, xe buýt chạy tới đầu hẻm là đón luôn. Xong rồi mình con gái mà nhiều khi ai cũng nói là sao quen lâu mà họ người này đưa người kia đồn ra đồn vô mà cứ nó hối hoài à. Em mới vừa nói với bạn này thì bạn này mới về nói lại với ba mẹ mình, thì không ngờ là ba lúc mà được qua nói chuyện chơi thôi thì ba lại mời cả cô chú gì qua y như là làm đám hỏi luôn, bỏ rượu vậy đó. Dạ qua xong rồi cái ba em cái cũng vui vẻ quá, em biết sao nữa, cái tự nhiên định ngày cưới luôn. Dạ cũng vui không, nhưng mà nó nhanh quá anh, đủ thời điểm rồi. Hỏi. Yêu 6 năm rồi, bây giờ tụi em đám cưới là tới về hôm nay nữa là bao lâu rồi? Tới nay là được 8 năm. 8 năm. Dạ. Có em bé chưa nè? Dạ rồi. Chưa? Ủa nhưng mà bé là trai hay gái? Dạ con trai. Mấy tuổi rồi? Dạ 7 tuổi. Rồi trong 8 năm ở với nhau rồi. Vậy thì bây giờ cái tật xấu của ảnh là gì? Tật xấu của ảnh hả? Nói chung là chắc em phải tóm tắt lại thôi. Tóm nhiều tắt lại. Đó. Dạ đúng rồi. Cái tật xấu đầu tiên á, nói chung là em thấy là giống như tính của anh á thì hơi gia trưởng, nhưng mà bù lại á thì ảnh lại trẻ con. Tức là ảnh hay suy nghĩ theo kiểu như là việc cơm nước hay là con cái này kia trong nhà là việc của phụ nữ. Mặc dù là lâu lâu cũng có phụ vợ, nhưng mà tại vì tụi em mở tiệm á nên là đôi khi có bữa em nấu, có bữa không có nấu cơm mà ăn ngoài. Thì cho dù là cơm nước có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhưng mà nếu mà em không có hâm nóng lại, hay là ví dụ như em không bận việc, em không ăn cùng một lúc á, là anh sẽ không ăn, anh nhịn đói luôn. Anh nhịn đến chờ, nếu mà có vợ mà bận việc á thì anh nhịn hoài vậy, đến lúc mà anh nhịn không nổi, anh đói quá cái đầu anh quạo, anh nhắn tin. Anh nhắn tin anh la, anh rầy. Chờ giống mà như là một bé trai lớn tuổi. Dạ. Chỉ có cái tật xấu đó thôi đúng không? Dạ không còn nữa. Vậy thì... Tính của anh thì hơi cả nể. Đối với người ngoài á, người ta làm cái việc gì á mà có lỗi hay là chưa đúng á đều là có lý do của người ta hết, và ảnh đều có thể biện bạch cho người ta, bỏ qua cho người ta. Nhưng riêng đối với vợ á, vợ mà làm cái gì sai cái là ảnh sẽ khó chấp nhận.
đôi lúc mình là phụ nữ mình cũng hơi bị ganh tị, tức là không phải là ghen, nhưng mà em sẽ hơi buồn và hơi cảm thấy ganh tị, sao lúc em làm như vậy thì anh lại trách em, mà lúc người ta làm như vậy thì anh lại có thể suy nghĩ được cái hướng tốt cho người ta. Và cả một cái cuối cùng nữa là từ lúc mà có con á thì tụi em mới quyết định là ngưng hết, tụi em ở nhà tự kinh doanh tự do. Bây giờ là làm thêm cả cái công việc, nói chung là cũng có lao động tay chân cũng nhiều, nên đâm ra là ảnh hơi cực. Thì chính cái cực đó đôi khi làm cho ảnh hơi cau có đó, kiểu như là khi mà mình chi tiêu hoặc mình làm một cái gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như thay vì như công việc văn phòng thì mình sẽ thoải mái hơn đó, đôi khi nó cũng có là một cái áp lực cho em. Hai người bất đồng quan điểm trong cái cách mà hưởng thụ cuộc sống. Thôi chút xíu mình nói chuyện đó đi. Thì bây giờ sẵn đây là em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Phải là điều đó hay không? Dạ đúng rồi. Còn em đó, giờ vợ mình thật xấu gì? Thật xấu thì tính nóng. Nóng vậy, tính nhưng mà có bộc lộ ra ngoài đúng không? Nhiều thấy khi cũng thể hiện cái vẻ khó chịu ra và làm người khác cũng bị ảnh hưởng theo. Ví dụ? Chỉ là hơi xị mặt xuống thôi. Hơi xị mặt. Dạ. Có đập đồ đập đạc không? Cũng có, nhưng mà trước giờ chỉ có một hai lần thôi. Dạ. Giờ hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Dạy con á thì em thấy dạy cũng tốt, nhưng mà hơi lớn tiếng, la nhỏ rất là nhiều. Cũng thích mua hàng online, nói chung là cũng chi tiêu thoải mái về cái khoản mà hay lướt Facebook và thấy cái gì hay là mua. Dạ, đặc biệt là đồ ăn. Dạ, cũng mua nhiều, cũng ép em ăn, nhưng mà em ăn sao cũng không mập, mà cuối cùng vợ em là người mập. Ăn vẫn chấm ăn sao láng luôn. Dạ, dạ. Còn gì nữa không nè? Vợ em thì không có chân diện lắm, thì cũng hơi xề xòa chút. Em muốn vợ em sau này cũng thay đổi về ngoại hình chút xíu. Tại vì tụi em sống với nhau thời gian cũng rất là dài rồi, tụi em cũng cần một cái gì đó nó hơi mới mẻ chút. Xuân. Dạ. Em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạy con á thì nói chung là bớt lớn tiếng xíu, để nói chung là em cũng sợ con nó bị ảnh hưởng. Bây giờ hai đứa đang ở trong một cái tình trạng là như vậy, một cái thói quen nó quá lâu. Hai bạn đều có một cái mong muốn nó rất là đúng, là bạn thì mong muốn là có một cái sự thanh xuân trong cái tình yêu như là tình cảm vợ chồng. Còn bạn thì lại muốn là mình phải tận hưởng cái cuộc sống này. Thì hai bạn đều có hai quan điểm rất là tích cực trong cái chuyện đó, mà hai bạn phải lưu tâm về cái mong muốn của đối phương của mình ở cái điều này. Cái quan điểm của vợ em phải hưởng đi. Em đừng có để đến lúc mà mình có tiền mình không mua được sức khỏe của mình nữa. Thì trong cái việc mà em đồng ý với quan điểm của vợ thì nó kéo theo cái việc là cái điều em mong muốn là nó sẽ thành hiện thực. Có nghĩa là mình sẽ tìm được cái thanh xuân trong cái tình yêu của mình. Tự nhiên lúc đó vợ chồng cảm thấy nó cảm xúc nó sẽ thay đổi về nhau. Thời gian này tụi em phải hưởng. Nha cưng. Thay đổi đi. Ủa rồi thằng bé đâu? Thằng bé đi, có dẫn bé theo đúng không? Dạ có. Rồi mời lên sân khấu luôn. Ôi trai đẹp trai quá vậy. Vô giữa đứng nè. Con vô đây, con vô đây nè. Con cầm cái gì đó? Con gửi quà tặng cho hai bác. Trời ơi, hai bác có quà luôn á hả? Để coi coi. Đâu nè. Trời ơi. Con chúc ba mẹ mãi mãi hạnh phúc. Con chúc thế giới sẽ bình an. Con chúc ba không mẹ còn dịch bệnh con. Corona. Dạ. Và đây là trái tim. Trái tim có chữ vợ chồng son. Con là con tên là Đức Anh phải không? Dạ. Đức Anh vẽ này, Đức Anh có ghi cái bút ký của mình vô luôn. Đức Anh. Đây mọi người, đây. Rất là đáng yêu. Rồi còn giờ, cái này gì đây? Còn cái này là món quà mà ba mẹ dành tặng cho ba. Cái món quà này á là bé nhà của em á gọi đây là bằng chứng, tức là bình thường đó là ba ha, ít khi nào thể hiện tình cảm với mẹ lắm ba, ý là có thể hiện nhưng mà ba hay kiểu như là hồi xưa là mẹ cua ba, chứ đây là những cái tấm thiệp và những cái gì mà ông xã viết cho em á là em có giữ lại tới bây giờ luôn. Thì đây là con, hôm nay là con có bí mật con mang lên để làm bằng chứng để vạch tội ba. Đây là ba là người cua mẹ chứ không phải là mẹ là người cua ba, đây, đúng không? Đây bà con coi nha, đây là tấm thiệp nghe. I love you nè, có chữ I love you. I love you nè, rồi Happy Valentine nè. Trời ơi, rồi hình nữa nè. Đây là những cái kỷ niệm, kỷ niệm của Hy dành cho Vi. Phải quý lắm em ơi. Bạn này đừng có ảo tưởng là bạn này cua bạn nha. Bạn Đức nha. Anh ơi, hôm nay nhân dịp Tết đến là con đến đây thì con có món quà tinh thần nào để gửi tặng cho chương trình cũng như gửi tặng cho ba mẹ không? Dạ có. Cần con đã chuẩn bị một bài rap. Một bài rap luôn. Ôi hay quá. Con ra đây. Rồi con gặp. Con đứng ngay giữa luôn. Ba viết làm tặng cho con. Ba viết của hai ba viết lời cho con luôn hả? Rồi. Wow. Bắt đầu. Cho ra ngoài. Đây đây, qua đây. J. Yeah.
Hôm nay con đến đây kính chúc ông bà cô bác vui lây, vợ chồng son là chương trình thật hay, làm cho gia đình con như muốn bay 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 bay. Năm mới vừa sang, con kính chúc cả thế giới được nhiều hạnh phúc, Corona sẽ không còn lúc nữa, mọi người bình yên sung túc. Hey, yo, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, đó, yeah. Cái này là bên rap là vậy đúng không con? Yeah. Ok, thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, chú Quốc Thuận cảm ơn con đã mang đến một cái món quà hết sức là ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới nha. Chúc con học giỏi nha, mai mốt sẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Chúc hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc. สวัสดีครับ โอ้ย bạn là người Việt Nam khó thảo là bên Hun Lai เป็นคนไทยครับยังอยู่ไทยยังอยู่ไทยคุณเทครับสวัสดีครับ là mình đã nghi nghi là người Thái Lan rồi và thực ra là chương trình mình là gần một thập kỷ rồi chị nhưng có nghĩa là hai chị em đã trò chuyện với rất nhiều cái cặp vợ chồng đủ hết tất cả những người ở các quốc gia khác nhưng đây là chú rể người Thái Lan đầu tiên xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son em dịch lại เขาบอกว่า10ปีแล้วไม่มีคนไทยนี่คือคนไทยครั้งแรกในรายการยินดีครับขอบคุณมากครับอันนั้นเราเวลคัมกับเอิงอ่ะจงเอ็มก็น้อยดึกเกาติ้งเวียดนามเขาถามว่าพูดภาษาเวียดนามได้ไหมไหนลองพูดสิอันเหยาคอมอันเหยาคอมอันเอ้ยอันเอ้ยเหยาคอมอันเอ้ยเหยาคอมเมื่อจับเราเมื่อเหยาเลยแล้วอะไรอีกอิมอิมดีIm đi. Cái này là con bị ghẹo. Ở nhà là có Dượng á, Dượng thân với ảnh á, Dượng hay chọc. Dượng nói khi nào mà nó nói nhiều quá, mày nói vậy đó là nó im à. Đâu mỗi lần mà nói với vợ im đi thì nói như thế nào? Họ thảo mà quay lại thì pull cặp mì hay paraya, như vậy phải không pull gì ngay. Vợ ơi, im đi. Im đi. Em sorry giùm chị bữa nay. Chị bị khang giọng á, nên đôi khi cái giọng nói của chị nó kỳ kỳ á, nó hẳn thông cảm với chị nha. Khó bảo quá, xiển khó mấy khói đi tao đi, khó mấy khói sợ bài. Ồ, khắp. Khó trời nè. Bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình nha. Khó bảo hay introduce yourself. Có. Nói bằng giới thiệu bằng tiếng Việt cũng được. Chứ là gì hả? Hồn sư Kiratipat Talapat nha khắp. Anh tên là Kiratipat Talapat.แล้วทำงานอะไรคะก็ทำธุรกิจส่วนตัวครับส่งออกครับแรงๆมาเกินกันซื้อหยับเขาบ้านอยู่ตัวว่าจีอายุเท่าไหร่คะทั้งหนาวบางก็สี่วันทั้งหนาวแค่แรงอายุเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ไหนอายุ41ครับอยู่กรุงเทพอันบ้องโม่ตัวอยู่บางก็ครับ nhưng mà mình gọi bằng một cái tên như thế nào để cho dễ dạ tên Phát gọi là Phát 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 dạ yes Phát còn em tên là Nguyễn Thanh Trúcĩa năm nay là 31 tuổi hiện tại cũng đang sống với chồng ở Bangkok và làm kinh doanh xuất nhập khẩu về chuyên ngành mỹ phẩm rồi Trúc ơi bây giờ chắc Trúc chia sẻ về cái câu chuyện mà tình yêu của Trúc với Pháp bắt đầu như thế nào và lần đầu tiên hai người có nhớ là hai người gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau không dạ lần đầu tiên á thì ngày xưa là cũng 8-9 năm về trước rồi lâu lắm rồi là lúc đó là em làm sale manager của một cái công ty du lịch mà tự nhiên cái hôm đó mình đang ngồi văn phòng mình làm sale thì tất nhiên là nó áp lực doanh số nhiều rồi tự nhiên cái chị giám đốc chỉ là chỉ kêu ê có hai người này nè về Việt Nam làm việc á tao thấy không ai hợp ngoài mày hết trơn á mày đi mày giúp người ta đi thông dịch giùm đi cái nói trời tự nhiên tôi làm sale mà kêu tôi đi thông dịch đó nhưng mà rốt cuộc dịch bằng tiếng Anh hay tiếng Thái dạ dịch bằng tiếng Anh chị dạ lúc đó là em chưa biết tiếng Thái dạ là dịch bằng tiếng Anh thì kêu là đi thông dịch đi đó là cái nói là đi làm từ thiện thấy vậy đó ok nếu mà vậy thì mình cũng đi giúp dạ đó là lần đầu tiên gặp nhau lần tiên hai người gặp nhau là 8-9 năm trước rồi ảnh cũng có đi về Việt Nam khoan đã hai ba lần cái lần đầu tiên mà em gặp Pháp á thì em có ấn tượng gì về cái ngoại hình hay là ấn tượng gì về ảnh không dạ không tại vì lúc đó em chỉ đi làm việc thôi nên cũng thấy cũng bình thường à với lại lúc đó thì nghĩ là chắc ổng từ bên bển nó về làm á là mình thấy cũng không có gì ấn tượng nhiều thì với lại lúc đó là cũng còn nhỏ tại vì 8-9 năm về trước em mới có 23 tuổi thôi 23 tuổi nhỏ gì dạ 23 22 tuổi rồi lúc đó cũng nhỏ mà 23 tuổi thực ra cũng lớn rồi mí xíu đó. Nhưng mà bây giờ nè Pháp hồi đó với Pháp bây giờ thì là Pháp nào đẹp hơn dạ
là chắc lúc đó ông đẹp hơn, ông tự biết. Ông tự biết lúc đó ông đẹp hơn. Rồi. But how do you feel the first time you meet her? The first time when I meet her, she is like look really funny, you know. Funny? Yes. Beautiful, right? No. Normally not so beautiful. Yes. Không chỉ có vui thôi. Vui. Thú vị. Không phải ông nhìn con mắc cười á, em ông nói là nhìn thấy em mắc cười á. Thăm mây thường ta lục. เพราะว่า สไตล์ ของเขาเวลาแต่งตัว ไม่ว่าจะเป็นผม ชุด หรือว่าเป็นเดรส มันไม่มิกซ์ and match เลยครับ ông nói là cái style của em nhìn nó ngộ quá, không giống ai hết trơn. Ông thấy cái tóc một đường, cái áo một nẻo, cái quần một nẻo, nhìn không giống ai hết á. Nên là ông thấy mắc cười lắm, nó sẽ cô này cũng nhìn mắc cười quá. Ấn tượng đầu tiên là nhìn cô này mắc cười. Còn ấn tượng của Trúc á, về ông này á, ban đầu là không có gì cả. Dạ, bình thường. Không có để gì cả. Dạ. Rồi, với lại thực ra là lúc đó là thấy là sao ông này, tại vì thấy ông lớn tuổi á, mà lúc đó em nói 23 tuổi là vì em nghĩ là 23 tuổi thì thấy lớn tuổi hơn mình tí, 7-8 tuổi thì mình thấy bình thường, mình cũng không có ấn tượng gì nhiều. Bao lâu mới là có hai người bắt đầu có nhú nhú chút xíu ấn tượng với nhau? Cái lần đó gặp xong rồi là ảnh về nước rồi xong hai năm sau anh cũng quay lại làm việc, 2-3 năm sau cũng quay lại làm việc thì cũng nhờ em vậy đó. Ủa nhưng mà 2 năm sau quay lại thì là ổng có gặp lại em không? Dạ, hay là có một cơ duyên gì đó khiến cho hai người gặp lại nhau? Thực ra cái 2 năm sau quay lại mà ổng gặp lại em á là nó ngộ lắm. Là thực ra là khi ổng đi làm việc xong rồi ổng về bên Thái á, thì lúc đó không có gặp lại tại vì mất liên lạc. Rồi em thì cũng không làm công ty cũ nữa, em cũng đổi qua chỗ khác làm rồi. Thì tình cờ một cái hôm đó tự nhiên là mới đi lên trên chùa, mà đi lên trên chùa cũng thăm một cái vị sư. Thì cái vị sư đó mới nói, tình cờ ngay đúng cái ngày đó em đi á, thì cái vị sư đó mới nói là ủa con, cái người mà lần trước con dẫn đi từ thiện á là hôm qua mới tới gặp thầy luôn, đây là số điện thoại, là con điện liền bây giờ đi, con đi giúp người ta đi đó. Dạ, là nó rất là lạ, nó giống như là một cái duyên vậy đó, mà trong khi đó là không liên lạc nhau 2 năm luôn. Tự nhiên hôm đó em lên chùa em cũng gặp sư để thăm sư, thì sư nói là cái người đó đi từ thiện á là về Việt Nam có liên hệ lại với ngài, thì đó con đi giúp cho người ta đi. Kêu mà sư bắt là điện thoại liền tại chỗ. Tại vì cái tính em á là em nghĩ là thôi em chút về điện sau cũng được. Sư nói điện liền bây giờ, điện liền. Điện dạ điện, dạ dạ đâu dám chạy, đâu điện dám cãi sư. Nói chuyện nhận ra ảnh không? Dạ nhận ra, tại vì ổng cũng kiếm em để giúp nữa. Ổng cũng kiếm em để giúp nhưng mà ổng cũng mất cái số liên lạc của em luôn. Dạ, ổng không có cái số liên lạc của em, không biết tìm sao. Em hỏi Pat coi là cái cảm xúc của Pat á khi mà nghe em gọi điện thoại á thì tìm lại được á, tìm lại được em lúc đó ổng như thế nào? Chăm lấy kháng thứ sọ vô Mỹ Anh hồ theo ba. แล้ว ตอนที่หนูเขาถามว่าตอนที่หนูโทรหาอยู่อ่ะ ตอนนั้นอยู่กำลังหาหนูอยู่ แต่อยู่หาไม่ได้แล้วอยู่ก็ไปเจอมาสเตอร์ทิปถิ่นดำใช่ป่ะ แล้วหนูก็มาเจอท่านแล้วท่านก็เอาเบอร์ให้ใช่ไหม แล้วเขาถามว่าครั้งแรกอ่ะ ที่อยู่ได้ยินเสียงไอโทรแล้วอยู่รู้สึกยังไง ดีใจครับ เขาบอกว่ามึงว่ามึง เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง สื่อสารกับพระสงฆ์หรือว่าคฤหัสถ์ที่เขา Tại vì lúc đó là ảnh đi làm, nó là ảnh nói chuyện hay là giao tiếp rất là khó, rất là khó để giao tiếp. Nên là khi về là ảnh với cái người mà đi cùng á là cố gắng để tìm lại cái liên lạc của em nhưng mà không có tìm được. Để cho cái là thầy cũng không có số điện thoại em luôn. Cái người thầy Việt Nam của mình á là cũng không có số điện thoại em luôn, mà tình cờ ngay ngày đó em lại lên gặp thầy đúng ngay ngày đó. Thầy lại kêu phải gọi liền. Dạ. Rồi sau đó là sao? Lần đó là sao, có yêu nhau luôn chưa? Dạ không, dạ không. Cũng không. Lần đó là cũng công việc thôi. Rồi khi cái mối tình mà nó xa xôi, trung chuyên 2 năm trời. Trời ơi. Dạ. Gái Việt mình trai Thái Lan. Đó. Ủa nhưng mà là rồi sau đó thì bao lâu thì mới gặp nhau? Sau đó là ổng cũng về rồi thêm 2 năm nữa là em thực ra lúc trước là em mở một công ty nhưng mà sau đó là em giữ liên lạc với ổng luôn. Dạ lúc đó sau đó là bắt đầu giữ liên lạc nhưng rồi. Mà không gặp nhau ở Việt Nam. Dạ không, tại vì cái lần ổng về làm việc thì cái lần đó là gặp nhau, xong rồi ổng về rồi ổng lại về nữa, ổng về 2-3 lần vậy đó, là em cũng giúp ổng giúp mà không có lấy công gì hết, coi như là giúp, tại vì thấy ổng cũng đi làm việc tốt nhiều á, cho nên là mình cũng không có coi như giúp là bạn luôn, cho nên là giữ liên lạc. Rồi xong rồi sau đó là ổng mới bay về nước thì 2 năm sau á là tại vì lúc đó là
em có mở một công ty thời trang nhưng mà là thất bại. Là em buồn quá em mới bay qua Thái. Buồn bay qua Thái chơi rồi ổng lúc đó thì ổng lại không có ở Thái, ổng lại đi du lịch nước khác. Ổng lại đi làm việc du lịch nước khác. Ổng lại nói là khi nào mà em qua Thái thì cứ nói đi, ổng sẽ cho bạn ra dẫn đi rồi hỗ trợ này nọ các kiểu. Đó thì qua cũng có cho bạn ra hỗ trợ đưa đón này nọ thiệt. Rồi xong rồi cái em lại về lại Việt Nam, rồi sau đó khoảng 2-3 tháng em mới bay lại về Thái rồi đi kinh doanh là làm việc. Là làm việc thì lúc đó là ổng mới về là mới giúp và mới gặp. Nhưng mà trong suốt cái thời gian đó thì là Pháp có bạn gái không? Dạ không. Dạ không, suốt thời gian đó là ổng có bạn gái, ổng chỉ làm việc thôi. Không, lúc đó là ảnh em 23 đúng không? Dạ lúc đó là qua khoảng 25 rồi. 26 27. Chắc cỡ 26 27 rồi. Ừ. Thôi 25 gì 27 23 27 rồi, hai lần 2 năm mà. Đó. Dạ 27. 27 vậy là ảnh bao nhiêu? Khoảng 35 36 chị. Ảnh không có người 36. Yêu. Dạ. Lý do khấu thảm á, toàn thi chơi đủ à, khấu du và mấy mi mấy mi fan rồi chứ mày. Không mấy mi. Dạng mấy mi hả? Dạ. Không. Sợ khập. Ổng chỉ làm việc thôi, không có bạn gái. You don't have free time. Yes sure. You don't have free time. Yes. For love. Wow. Yes. Rồi bây giờ kể luôn nhanh luôn đi. Đến cái lúc mà làm sao mà để hai đứa có cảm tình với nhau và coi như là đến với nhau. Khấu thảm khăn đáng thì dù rút sực nhằn ngày cả nổ và lớn đi khoa rút sực cho và lại nghe mới lại. Để bé trả lời luôn nha. Cho à. Tăng tẹt toàn khi ได้ร่วมงานกันครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากแล้วก็การวางแผนการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ที่เคยทำงานมาเขาถือว่าเป็นที่หนึ่งเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละใช่ Dạ anh nói là cái lần thứ hai mà anh về á là anh bắt đầu có cảm tình nhiều tại vì anh nói là anh chưa có gặp cái người nào mà làm việc giống như em á, là anh nói là em giỏi biết sắp xếp biết cách giống như là control công việc và sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Là ổng nói là từ khi ổng đi làm việc là ổng gặp em là cái người mà làm việc tốt nhất. Tại vì lại không có lấy tiền nữa. Dạ cho nên là ổng có rất là có cảm tình. Thực ra thì lúc đó là sau khi gặp ở Thái Lan là em mới có trục trặc nhiều thứ về cả tình cảm lẫn công việc luôn. Thì khi là gặp bên Thái. Dạ ở Việt Nam. Ở Việt Nam là trục trặc về tình cảm lẫn công việc thì lúc em qua Thái thì bắt đầu gặp ổng thì lúc đó là em cũng không có coi như là cái mối quan hệ cũ chấm dứt không có còn nữa cho nên là qua gặp ổng thì cũng là với bạn vì là coi như một người bạn thôi em cũng không nghĩ gì hết thì ổng giúp nhiều xong cái bắt đầu là em cũng có tạo cảm tình với ổng tại vì ông này ổng rất là hề ổng vui tính lắm mà ổng lại rất là nhiệt tình mà ổng cũng tốt bụng nữa rồi xong rồi sau này mình mới té ra mình mới biết là ổng cũng có cảm tình với mình rồi nên ổng mới giúp mình nhiều như vậy đó là mới bắt đầu là có tình cảm với nhau dạ dạ thôi bây giờ mình chút nữa mình sẽ cái phần này mình đi nhanh ha để kể đến cái phần mà em mang bầu á cái phần đó là phần hay á nha rồi sau đó thì qua bên Thái là ổng chủ mấy động ổng theo đuổi mấy năm thì là lấy nhau đó theo đuổi thì đó, qua Thái đó thì bao nhiêu năm thì là ổng cua em bao nhiêu năm liền bao lâu thì em mới đồng ý thì hai đứa mới làm đám cưới. Dạ thực ra lúc qua bên đó ở thì chắc khoảng chừng 6-7 tháng gì đó là bắt đầu có một cái lần em gặp vấn đề về công việc rồi cái ổng nói thôi bây giờ em stress quá thôi để anh chở em đi chơi ổng cũng dụ cái ổng chở ra biển Pattaya cái chở ra ngoài đó xong cái bắt đầu đang đi kiểu em cũng buồn mà cũng drama cái kiểu trời ơi sao tao qua đây tao buồn quá có mình ông con gái rồi này nọ dạng vậy đó cái ổng mới nói là nếu vậy thôi em cứ coi như gia đình đi vậy đó là cái bắt đầu ổng tỏ tình là cái là em cũng quen tại vì mình cũng có cảm tình với ổng rồi là quen xong rồi sau đó một tháng thì ảnh mới dọn qua chung cư của em thuê ở giữa Bangkok á sống chung nhưng mà lúc đó thì chắc khoảng chừng ở được 2-3 tháng thì cái mới thôi ở chung cư chật chội bực bội quá đi về nhà anh đi có nói gì tự nhiên mới quen 2-3 tháng kêu về nhà cho ở cái thằng nói không về đi nhà anh có cái nhà riêng không ở chung với ba mẹ ở riêng nói vậy đó là em mới chịu rồi mới về về thì cũng 4 năm rồi nói với bác kể đi cái đợt đó khi mà kêu mà em về sống chung á đó là như thế nào nụ nụ bảo qua toàn thì dù mà dù IDO kêu đi cạnh xem hay là dù có mà bảo qua hay mày gặp ban dù là em bảo qua anh mới dù gặp ban dù bảo qua mì pho mì me dù để dù có lời mà hay dù ba liệt lặng nừng như nhé khấu thảm qua dù 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 trái với thi dần ngày để dù bảo qua dù từng tên để dù quan thẹn cái này ngày mấy
ก็เหมือนน้ำซึมบ่อทรายครับค่อยๆปรับให้ทางอันนี้เนี่ยเข้ากับที่บ้านพี่ได้ổng nói là giống như là mưa dầm thấm lâu vậy, không ngày ổng nhỏ vô lỗ tai chút, ngày ổng nhỏ vô lỗ tai chút, ổng kêu tại em cứng đầu không nghe. Nhưng mà ba mẹ của bạn biết không? Dạ biết, dạ biết, nhưng mà lúc đầu là hai tụi em cũng gặp trắc trở nhiều thứ lắm, tại vì ba mẹ của anh Bác cũng khó tính á, cũng muốn ảnh đi theo một cái con đường khác, cho nên là không có muốn ảnh quen em hay là quen ngay lúc đó hết. Mẹ của Bác là làm gì? Dạ mẹ của anh Bác là mở trường học hoàng gia của Thái. Dạ. Rồi sau đó thì là về ở nhà là chỉ ở riêng thôi, nhưng mà nói chung lúc đó gặp ba mẹ cũng khó lắm, tại vì ảnh cũng phải cố gắng tìm cách như thế nào để cho em với tiếp cận với gia đình này nọ, tại vì gia đình ảnh tương đối khó. Ba mẹ ảnh thời gian đầu thì rất là khó. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em tiếp cận, tức là gặp lần đầu tiên với ba mẹ của bạn? Khó thảm quá, chờ pho mẹ kháng le mới lại lặng chặt khi mà ba đi xa nè. 3-4 đường ba. Sai quá. Chắc cũng khoảng 5-6 tháng khi mà về nhà riêng của ảnh ở rồi mới gặp. Cái chuyện mà em về cái chuyện mà em về nhà riêng thì là 5-6 tháng sau gia đình Bác mới biết đúng không? Dạ không, biết ngay từ đầu rồi. Gia đình ảnh có phản ứng gì không? Gia đình ảnh bình thường anh, nhưng mà nói chung là lúc đó thì ba mẹ ảnh không vui, tại vì ba mẹ ảnh muốn anh đi một cái con đường khác mà chưa có gặp được. Không. Dạ, sau khi gặp rồi thì ông bà suy nghĩ sao? Dạ sau khi gặp rồi thì cũng khó chị, cũng khó nha, cũng nhiều thứ lắm. Với lại vừa khác biệt về văn hóa này nọ, rồi cái tư tưởng của họ lúc đó họ muốn con trai họ đi theo một cái hướng khác nữa. Cho nên là khác biệt nhiều thứ lắm, cũng khó khăn lắm ban đầu ạ. Dạ. Nhưng mà sau đó từ anh này anh cũng khéo, anh cũng tìm cách. Dạ. Rồi dọn về sống chung rồi mấy năm mới cưới? Dạ 4 năm. Gần 9 năm á chị. Dạ. Nhưng mà sao lại tới 4 năm lận trước? Thực ra là tụi em cũng dự định đám cưới trước đó, nhưng mà tại vì là gặp ba mẹ của ảnh nói chuyện với mẹ em rồi, là đang chuẩn bị đám cưới là cái là bị mắc dịch, gặp dịch Covid xong là hai năm sau là mới bắt đầu cưới được. Cứ dời là sau dịch cưới, là sau dịch. Dạ sau dịch là mới đây thôi. Dạ mới đây. Dạ cưới hồi tháng 11 năm ngoái. Coi như là đám cưới tổ chức đơn giản không? Hay là hoành tráng? Đám cưới cũng mắc rồi lắm. Em cái tính của em á thì em không có thích là làm đám cưới mà quá trời nhiều người. Em thích là một cái đám cưới ấm cúng. Những cái người nào thật sự thân với mình để mà quậy cho đã, để cho mọi người có thể tự nhiên với nhau. Thì ban đầu em mới nói với mẹ chồng á, là với chồng với mẹ chồng là ba chồng là em muốn làm một cái đám cưới ngoài bãi biển. Ở bãi biển Pattaya là cái nơi mà chồng em tỏ tình rồi cầu hôn luôn, ông cũng cầu hôn Pattaya luôn. Đó là cái nơi đó. Để ở ngoài đó thì chỉ mời những cái người thân thôi. Ông tự nhiên về không biết suy nghĩ như sao á. Qua ngày hôm sau ba chồng mới nói không được con ơi, bây giờ mình là người Thái mà mình theo đạo Phật, mà mình không có một cái lễ truyền thống Thái, mình không có cái lễ mà của mấy sư tụng theo kiểu Thái á, là không có được. Bây giờ thôi, bây giờ ba tháng vậy thì bây giờ có một cái lễ truyền thống Thái nữa đi, có mấy sư tụng đi. Cái em mới nói vậy thì cũng được, thì kêu sư xuống biển tụng luôn. Cái mẹ mới nói trời ơi, kêu sư xuống biển tụng gì kỳ vậy, đâu có được. Cái xong cái mẹ chồng mới nói không được. Cái bàn sao bàn hồi bàn tới bàn lui, lòi ra thêm một cái đám nữa, là một cái đám buổi sáng nữa. Cái em mới nói là mẹ chồng, mẹ nếu làm đám buổi sáng thì con xin là làm trong nhà thôi, đừng có mời ai hết. Cái mẹ chồng nói rồi là được rồi, theo ý con. Cái qua ngày hôm sau lòi ra 100 khách. Không biết là 100 khách là nhiều lắm. Dạ nhiều. Thực ra bên Thái mà cái đám buổi sáng 100 khách là nhiều rồi. Tại vì nó chỉ là cái đám lễ nghi thức thôi. Thường người ta là dồn hai đám, còn mình là tới một cái đám bãi biển là mình chính rồi. Bây giờ cái đám làm lễ là làm theo lễ nghi thức mà còn ra thêm 100 khách nữa. Đó là xong. Cái bên Thái thì thường là những cái gia đình lớn. Nhưng mà em thì em muốn đám nhỏ, em mới nói là mẹ hay là mình mời ba vị thôi, tại vì là theo số lẻ 3, 5 hoặc 9. Em nói là mẹ vậy thì mình mời ba vị sư thôi nha mẹ. Cái mẹ nói ok, vậy thì mời ba vị thôi. Cái quay về qua ngày sau mẹ nói thôi 5 đi con ơi, chứ ba không được đâu, ít lắm. Rồi tới cuối cùng ngày thiệt á, 9 người và 9 vị sư. 9 vị. Cái em mới hỏi ủa mẹ, sao mẹ nói con có 5 mà giờ ra 9 vậy? Cái mẹ nói thôi con ơi, mời lỡ mời là con thỉnh rồi, con thỉnh lần luôn đi, 9 luôn đi cho đủ bàn. Rồi vô ngồi tụng. Nguyên một dạng luôn. Là hai cái đám cưới. Dạ hai đúng cái đám cưới. Cái đợt đó Bác đám cưới có đám cái cưới mà tổ chức hai. Nói là cái kỷ niệm. À, cái kỷ niệm của anh cái ngày đám cưới là anh nhớ nhất cái gì? Của anh thì tảnh ngàn à, thì vô chầm thì sụt à,
คืออะไรคือบอกว่าทำให้ยูจำและลืมไม่ได้อ่ะคืออะไรพิธีรดน้ำcái này mới mắc cười là ổng nói là cái mà ổng nhớ nhất là hai vợ chồng ngồi chắp cái tay để cho người ta ở người Thái là khi mà đám cưới người ta chắp cái tay như thế này, người ta sẽ đeo một cái cọng dây của mấy vị sư tụng là chúc phúc làm ảo hộ, rồi cái người tới chúc phúc sẽ đổ nước vô tay của hai vợ chồng và chúc phúc. Đó là cái đó là ổng nhớ nhất. Thì em lúc đó là em khổ là cái tháng 11 á, là Việt Nam với Thái chưa có được cho qua lại vì còn dịch rất là khó. Chỉ chuẩn bị mở cửa thôi chứ chưa mở. Thì cái lúc đó là gia đình em không may qua được hết. Có mình em thôi, và cái người mà đứng ra cho em là ba mẹ nuôi của em. Ba mẹ nuôi của em người Thái luôn, là đứng ra làm bên đằng đằng gái. Thì em khóc đó là cái chuyện bình thường. Tại vì mình là phụ nữ, mình xa nhà rồi, gia đình mình qua không được. Thì em đã khóc từ cái lúc làm lễ rồi, ông này thì không bình thường. Tự nhiên tới cái lúc đó nám thì em hết khóc rồi, em đã khóc nhiều rồi, em không khóc nữa. Thì em bình thường tự nhiên quay qua ông khóc quá trời khóc. Ủa trời, tự nhiên tranh hội này ngoài khóc. Phải ông sao vậy? Sao ông khóc? Anh tò mò. Why you cry? Because I think the good day of me will never have again. No, I'm kidding. Oh. No, because... ý ổng nói giỡn, ổng nói giỡn, ổng đọc, ổng nói là cái lúc ổng khóc ổng nói là từ đây về sau cuộc đời của ổng coi như xong rồi đó. Ổng giỡn. Nhưng mà thật sự ý nghĩa đó là gì? Tại sao? ความหมายคือยังไงความหมายคือผู้หลักผู้ใหญ่มา blessing ให้พรแล้วก็อวยพรว่าให้อยู่กันอายุมั่นขวัญยืนอะไรเงี้ยพี่ก็คิดไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยว่ามาถึงวันนี้ได้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ổng suy nghĩ tới cái thời điểm mà từ cái lúc mà tụi em phải đi qua nhiều thứ với nhau mới có thể đám cưới được. Rồi cái ngày mà, tại vì cái ngày lễ đó là bạn của ba là người lớn nhiều, có nhiều người lớn tuổi, tại ba mẹ chồng anh cũng lớn tuổi rồi, cũng bảy mấy rồi. Đó là từ người lớn tuổi lên là đổ nước cho tay chúc phúc cho mình. Cái tự nhiên tới khúc ba với mẹ, ổng thấy ba với mẹ lớn tuổi lên á, rồi rót nước chúc phúc cho ổng á, cái tự nhiên ổng xúc động quá, ổng ngưng không được. Mà cảm giác của ổng cũng đúng mà. Từ thời điểm đó ổng thấy ổng hết làm trước con nít rồi. Trưởng thành đó. Trưởng thành có vợ cái bên này. Không còn mấy hôm nữa. Thôi dù lúc xuống bên phú dài nào nghe. Ủa Trúc ơi, dạ. Em là mấy bé rồi? Dạ em mới sinh bé đầu tiên. Mới sinh bé ở đâu? Dạ sinh, thực ra ban đầu là tính sinh ở bên Thái anh. Tại vì em sợ là con không có lấy quốc tịch Thái được. Tại vì sống chính ở bển, nhưng mà mẹ chồng thì giống như là thấy là em người Việt á, rồi mẹ thương ở xa lâu ngày, nên mẹ chồng nó để mẹ lo giấy tờ cho. Ấy kêu là về Việt Nam sanh. Đó thì hai vợ chồng mới bay từ bên Thái về đây để sinh em bé. Và cái nói chung là cái con đường sinh nó cũng gian nan vậy lắm. Sao em kể đi. Dạ đầu tiên vô là tại vì bác sĩ dự sinh em là ngày 20 tháng 9 mới sinh. Nhưng mà cái hôm đó là em đi khám. Em đi khám thì thực ra lên khám xong cái bác sĩ mới nói là ủa sao kỳ vậy, sao em bé gò nhiều quá vậy? Mà cổ tử cung cũng nở luôn rồi, một sang rồi mà mới có 32 tuần thôi. 32 tuần mấy, gần 33 tuần thôi. Cái bác sĩ mới nói không được, vậy là em phải vô cấp cứu liền. Vậy đó, cái nói là vô cấp cứu xong cái bác sĩ mới nói là sẽ dùng cái thuốc để cắt cân gò. Mà cái thuốc cắt cân gò là coi như là dùng cái thuốc mạnh nhất rồi, là sợ là coi như 10 phút hay 20 phút gì đó là một lần mẹ muốn 6 lần như vậy cũng không hết cân gò luôn. Rồi bác sĩ mới nói bây giờ còn một cái thuốc mà tốt nhất của công nghệ hiện tại bây giờ là một mũi của nó là 30 triệu. Thì em có đồng ý vô không? Thì em nói vậy thì cũng được. Cái bác sĩ vô xong rồi tưởng đâu em, ai ngờ đâu mới vô được có 2-3 chai là em bị dị ứng. Dị ứng thuốc là phải ngưng lại nữa, là không còn cách nào nữa. Xong rồi mới phải đi qua bên đội chuyển bệnh viện, qua bệnh viện lớn là bệnh viện Từ Dũ để cấp cứu, rồi mới sinh em bé, là sinh bé sinh non. Bé sinh sớm à? Dạ bé sinh non 33 tuần 6 ngày chị. Dạ. Ồ là bé được mấy ký? Dạ 3 ký mốt. Trời ơi. Sớm mà 3 ký luôn mốt. Wow. Trời ơi. Hiện tại là họ nói chung nó qua luôn, tại vì nó muốn để dành cái này cho một chương trình khác. Đó. Ok. Như vậy là có nghĩa là tụi em là có mấy cái khoảng thời gian là mấy năm yêu nhau ta? 4 năm. Dạ 4. 4 năm, năm rồi, 4 năm, năm rồi. Dạ. Nhưng mà trước đó là quen coi như là cũng lai rai là cũng mấy năm trời. 4 năm dạ. Đó, rồi biết giờ, nhau. Ở với nhau là qua một cái khoảng thời gian rất là khó khăn, đó là đại dịch. Đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ mấy năm đó, không biết là mấy cái tật xấu nó có lòi ra không? Vô về ở chung là bắt đầu là đã có cãi nhau rồi, tại vì cái văn hóa nó khác nhau. Dạ. Nói chung là người Thái thì họ rất là kỹ, mà gia đình anh này thì gia đình tương đối là gia giáo, là kỹ, tại mẹ anh làm cô giáo nữa. Rồi cho nên là khó. Cái ví dụ như cái lúc mà bình thường
bình thường thì mình thí dụ mình thấy có đồ đạc này nọ nghe đồ chị, mình đi mình lấy cái chân mình đẩy ra một tí đó, cái ổng nhìn ổng trợn mắt, ổng trợn mắt lần đầu rồi xong cái em đứng em làm đồ có cái máy quạt ở dưới, em lấy cái chân em bấm vô cái nón máy quạt á, cái ổng trợn thứ hai ổng nói liền, nói ủa em xem sao em gái mình lấy chân bấm máy quạt gì kỳ vậy, em phải cúi xuống em bấm mới được chứ sao nó khó vậy đó. Rất là nhiều cái. Còn là... ăn muỗng với nĩa là cái ví dụ như cái muỗng ngắn với cái nĩa dài là không được, phải lấy cái muỗng dài ăn với cái nĩa dài, còn cái muỗng ngắn là chỉ ăn súp thôi. Ông ăn uống nói chung là khó nhiều cái luôn, cho nên là rất là dễ xảy ra mâu thuẫn với nhau cái thời gian đầu đó, đúng không? Dạ. Về sau này quen sao? Em quen em cũng khó như ổng luôn. Dạ. Bây giờ có lấy cái chân bấm cái quạt đó không? Dạ cũng lâu lâu quên cũng lấy cái chân bấm tại vì mình quen rồi. Dạ đâu bây giờ em nói những cái đó là ảnh khó tính nè, đúng không? Còn gì nữa không? Dạ tật xấu á. Tật xấu hả? Ảnh á, cái ảnh là cái người rất là đúng giờ và ảnh hẹn với ai ảnh rất là sợ trễ giờ. Ảnh không bao giờ ảnh đi trễ, ví dụ ảnh hẹn anh 1 giờ là ảnh phải tới 12 giờ 50 hoặc đúng 1 giờ. Cho nên lúc nào ảnh cũng là cái người hói em hết. Ảnh sẽ hói là em ơi lẹ đi lẹ đi lẹ đi. Cái bắt đầu ổng hói thì mình quýnh thì mình cũng làm lẹ đó, mình đi ra cái leo lên xe ổng chạy nói ủa em điện thoại em đâu rồi, ủa em chìa khóa nhà đâu rồi, ổng quay về ổng lấy cái chìa khóa nhà là coi như cũng trễ luôn rồi. Dạ vậy ổng hói người ta mà ổng lại quên tại ổng quýnh ổng sợ trễ giờ á. Dạ cái kỹ thuật của ổng chứng hốt hoảng hốt hoảng dẫn đến hậu quả đó. Có một quá vui quá rồi sao rồi có dạ. Có lớn tiếng với em không? Lớn tiếng là nhiều khi ổng quạo ổng cũng lớn tiếng anh. Nóng tính à? Dạ nóng tính, ổng quạo ổng cũng lớn tiếng. Nhưng mà cái đường của ổng ở chỗ là khi ổng lớn tiếng mà em ngày xưa em còn cãi lại, còn sau này em ngủ em im là ổng biết, tự hỏi biết lỗi là ổng làm năn nỉ. Từ ổng biết lỗi là ổng sẽ làm. Nhưng mà cái cơn mà ổng nóng tính mà để ổng giải tỏa cái cơn nóng đó, mạnh đô nhất á là cái gì đó? Mạnh đô nhất hả? Là ổng là ổng quát em cái xong ổng đi ra ngoài vậy thôi. Dạ. Chứ ổng cũng không có. Ông này thì ổng nói chung là ổng cũng ga lăng lắm, ổng không có động tay động chân, không có gì hết á. Dạ. Bát có lãng mạn. Dạ có. Bị sến là nhiều khi là bị sến đúng không? Đâu đâu kể một câu chuyện về cái sến xuống ổng rồi. Ví dụ giống như là cái lúc mà ổng cầu hôn em á. Thì lúc đó là đã bắt đầu lên kế hoạch là đám cưới hết rồi, thì nói chung là mình cũng không còn gì gọi là hồi hộp rồi. Cái lúc đó mình đi ra ngoài Pattaya để mình đi coi nhà hàng và khách sạn, thì đi với cái người chị thứ hai của ảnh. Rồi cái tự nhiên đi ra ngoài đó xong cái em đang ngồi mà không có nói gì cho mình biết trước hết, mình cũng mặc đồ thì từ trên xuống dưới xấu xí, mà tự nhiên đem cái dĩa ra cái để cái chiếc nhẫn, cái dĩa kem á, để cái chiếc nhẫn mà ở Pattaya thì gió nó mạnh, biển nữa mà ngồi bãi biển nữa, là để cái chiếc nhẫn vô trong cái cục kem á anh, đi ra tới cục kem tan mất tiêu rồi, còn thấy chiếc nhẫn chù chù, em nói ủa gì vậy, sao tự nhiên có chiếc nhẫn ở đây, là hết ngạc nhiên luôn. Xong cái ông mới kêu thôi em ngồi xuống đi để cho anh giả bộ anh cầu hôn cái cho nó hết đập, cái ổng kêu vậy đó. Xong cái ổng cũng cầu hôn rồi ổng làm các kiểu đủ vậy đó. Đó xong rồi cái lúc mà ổng hỏi là em will you marry me, là em có cưới anh không, cái em nói yes, cái xong mà em không suy nghĩ em nói yes. Bà chị ba bà đang cầm cái máy quay phim ở quay á, bà nói ủa gì kỳ vậy, người ta phải xúc động, người ta phải khóc rồi nọ dữ lắm, mình làm gì mà trả lời lẹ dữ, mà không có chừa cái đường nào cho cái người cầu hôn cái gì ngu à. Không dép là mất mối gì sao. Dạ anh là vậy. She talk you very romantic. Thank you. Rồi tới ổng em hỏi đi. Yeah. Em còn cái điều gì mà ổng muốn em thay đổi? Chạy lon nóng tánh. Nóng tánh vậy. Mỗi lần mà Trúc nóng tánh thì là Trúc thể hiện như thế nào? Thúc khăn thì nụ chai lõ là nụ cho bập xô và dần ngày bập một nghìn vậy. Thúc giàn mà ra ไม่ เป็น ระบบ ไม่ รอบ คอบ อ่ะ ถ้า เกิด ลด ความ ใจ ร้อน ลง แล้ว มัน จะ สมูท กว่า นี้ ทุก อย่าง แต่ มี ครั้ง ไหน ที่ แบบ ใจ ร้อน มาก กว่า นี้ ให้ โชว์ ให้ ดู เห็น มั้ย อารวาส หรือ อะไร เงี้ย ก็ มี นะ บาง ทีช่วงที่น้องเอาแต่ใจแรกๆเลย chỉ có cái khúc mà mới về sống chung với nhau á, là nhiều lúc em nóng tánh á, là em sẽ giống như là quên trước quên sau, hay là cái khi mình nóng tánh là mình quýnh, là công việc nó sẽ bị không có được tốt, nó sẽ gặp cái này gặp cái kia nhiều. Dạ đó. Rồi, còn hay nữa? Hay giận. Nóng tánh là sẽ hay giận. Rồi không còn gì nữa. Mì lại thì mày đi bằng mày. Nó có chóp hiện ผม เป็น ตัว ทด ลอง ครับ. เป็น หนู อะไร เงี้ย. Ông nói em phải không lấy làm chuột bạch. Tại vì làm mỹ phẩm rồi em làm bên bên thực phẩm chức năng nữa, cho nên là cứ tối ngày là cứ lấy ổng ra làm chuột bạch không à. Ví dụ một vấn đề, ví dụ như ông này là ổng rất là thương cái tóc của ổng.
ổng nói cái tóc ổng mỏng và rất là dễ rụng rồi. Mà em đã ra cái sản phẩm là sữa tắm 2-in-1 cho nam, và em bắt ổng là cái người thử, ổng nói sữa tắm mà đi với dầu gội mà làm sao mà tắm được, ổng nhất định không là không, mà em bắt ổng phải xài, em nói anh phải xài, anh không xài là em không nói chuyện với anh, em giận này nọ các kiểu, ổng cũng phải xài đó, rất hết nửa đầu của tao thảm á. Vậy là thì hay bên phố lòm shampoo à, là về những ngày bạn โชคดีที่แชมพูมันผ่านครับถ้าไม่ผ่านคงผมไม่เหลือแล้วครับเอาไม่ hơn là tốt đó chứ không là giờ chắc ông cũng bỏ xứ đi luôn rồi. Em nói với Pháp yên tâm đi, mai mốt á có cần thử dầu gội thì cứ đưa cho anh nha. Không anh thử các kiểu luôn. Không sợ gì còn cả. ครับ rồi. Em hỏi đi, bây giờ ngoài cái tính nóng ra ông còn thấy em có cái điều gì ông muốn em thay đổi nữa không? Nó chặt chài lon à, มีอะไรที่ทําให้ยูแบบว่าอยากให้หนูเปลี่ยนบ้างมั้ยใจร้อนอย่างเดียวเลยใจร้อนอย่างเดียวทําทุกอย่างพังหมดอ๋อ nó chỉ có tính nóng thôi. Nóng tính là làm cho mọi thứ nó sẽ hư hết. Dạ. Dạ, chỉ muốn thay đổi được, không muốn thay đổi không? Dạ. Em hỏi anh Yu อยากให้ให้ไอ้เปลี่ยนมั้ยยูอยากให้ไอ้เปลี่ยนมั้ยก็จริงๆมันก็ควรเปลี่ยนเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วอะไรลดได้ก็ลดอะไรอย่างเงี้ยÔng nói là em nên thay đổi. Tại vì mình đã chọn cái con đường là mình sống với nhau rồi, là giống như là cặp đôi sống chung với nhau rồi, cho nên là cố gắng thay đổi để cho mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Còn em muốn ông thay đổi gì? Dạ em cũng, ông cũng bớt lẹ lại. Tại vì ông có ngày ông lẹ, ông hói em hoài á, em bực mình, mà em bực mình là ông cũng quên đồ, em cũng quên đồ. Dạ. Nói chung là hai người cũng bớt nóng tính lại. Thông điệp là gì? Thông điệp thật ra như thế này nè, nếu như mà không có một cái chuyến mà lên chùa đó lần thứ hai đó thì chắc chắn là em sẽ không gặp lại Pháp, đúng không? Và sau đó là bẵng đi một thời gian rồi lại gặp nhau, rõ ràng là một cái duyên đó. Rồi hôm nay thì trước khi tạm biệt thì Pháp có điều gì muốn chia sẻ với vợ hay không, có muốn nói với vợ hay không, nhân cái điều kiện mà chúng ta đang ngồi đây trò chuyện? Còn thấy lâu cho cặp nhé, mi ở đây thì chắc vui gặp ภรรยาไหมอยากจะพูดอะไรกับภรรยาหรือเปล่าก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอย่างผมเนี่ยก็มาจากเมืองไทยเขาก็อยู่เวียดนามอยู่กันคนละที่ต่างคนก็ต่างแบบข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาเจอกันมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนสองคนอาจจะต้องเสมอกันไปด้วยกันได้แต่เราสามารถเปลี่ยนได้ vượt biển vượt sông này nọ để gặp nhau là mỗi một người ở một đất nước khác nhau, văn hóa khác nhau, tiếng nói khác nhau, mọi thứ khác nhau, mà đến gặp nhau và sống chung với nhau thì tất nhiên nó sẽ không thể nào mà nó hòa hợp được liền và nó sẽ tốt được hết mọi thứ. Nhưng mà quan trọng là mình thương nhau thì mình nên cố gắng mình thay đổi mỗi người một chút để mà mình có thể sống hòa hợp với nhau lâu dài hơn, và ảnh sẽ cố gắng để anh thay đổi để anh hòa hợp với em hơn. Rồi. ขอบคุณครับ